Hello cả nhà, mình giới thiệu với cả nhà hôm nay mình đi review một cái khu mô hình của các nhân vật tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Đây là hai vợ chồng nhà Mai Ăn Tiêm và công chúa. Đấy, sự tích dưa hấu. Thuyền dưa đây, trên đảo đây. Đi sang bên này còn có cảnh đống rơm của nhà quê này. Rơm rơm thật các bạn nhé. Đống rơm dạ ngày xưa đây. Đấy, rơm dạ. Bên này là có tượng trăn trâu đấy, con trâu mộng, trâu mộng này. Đây là hai chú tiểu đi trăn trâu. Tôi tiểu dắt trâu đi chặn trâu. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đây là nhân vật Thánh Gióng. Đây là một nhân vật rất là nổi tiếng trên các phim hoạt hình. Đây là chú gấu trúc Panna, Kung Fu Panna gấu trúc. Mắt lườm rất có hồn các bạn nhé. Một nhân vật rất là nổi tiếng này, Doraemon này. Đấy, nhân vật này, người sắt này, chị nhân nhện ngồi trên nóc nhà này. Các bạn xem ủng hộ thì mình xin một like, subscribe. Welcome to my channel. Thank you. Đây là các em nhỏ đang đi chơi. Đây là siêu nhân đen. Siêu nhân trắng bạc này. Đây là chiếc chó xe mô hình. Đây là dựng lên. Đây có chú chó lính cứu hỏa này. Vào nhà ơi. Cho cảnh sát. Siêu nhân đang ngồi nấp trên này nha, siêu nhân nhẹ nha. Nhân vật này tên là gì mình không biết. Là gấu trúc đấy.
các gia đình đang dẫn các em bé đi chơi, đi xem các mô hình. Đây có người đang cào dừa. Người lớn cũng thích chơi thả diều. Đây có phải những cây chuối để che cây chuối này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thank you cả nhà rất nhiều. Ngoài bên ngoài này là mọi người đang đi chơi. Đây là quảng trường Võ Nguyên Giáp và thành phố Thái Nguyên cả nhà nhá. Ngay cổng vào là có một nhân vật rất là tuyệt vời, đấy là ông thần tài. Bán rượu. Còn chỗ nào không? Buổi tối bán được mấy cái rượu cháu? 3-4 cái à? Bao tiền cái này? 40.000 cái. Bán được 3-4 cái. Cháu phải đứng đây cho thả rượu thì bán người ta mới mua nhiều chứ. Rồi quảng cáo chứ. Chơi rất là đông. Xe ô tô VinFast ấy. Thank you. Hẹn các bạn ở những video lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Các bạn xem không quên ủng hộ cho mình xin một like, một subscribe và một bình luận các bạn nha.